Hello, hello, chào mừng tất cả quý anh chị bà con lại quay trở lại về trên dưới chiếc cũ tại xe máy chúng đoàn nhé. Và mọi người ơi, nãy thì em hiện đang quay gần xong rồi thì máy hết pin nên là bây giờ tranh thủ quay lại máy xe vừa về tiếp để anh chị em bà con tham khảo nhé. Và tiếp tục chương trình em hiện sẽ review đến anh chị em bà con một chiếc E150 màu đỏ kết hợp với màu trắng, xe rất đẹp và mới luôn đăng ký cuối 2016. Và xe này thì đầu nồi zin lên một cái cáng cực độc lạ và đẹp, biển số 69L107349 nha, như quý anh chị em bà con cũng biết nhé. Tất cả quý anh chị em bà con đến mua xe tại chi nhánh tinh đoàn bên em thì được test thử chạy thử này, có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm, bình đề 6 tháng và được việc cho chạy miễn phí trong vòng 1 tuần. Vâng, một chiếc xe E150 cực đẹp và mới màu đỏ trắng rất là nổi bật này. Tất cả khách hàng đến mua xe thì được test thử chạy thử này đó, trong quá trình quay xe nào rin nói rin, xe nào làm máy nói luôn, tránh trường hợp treo đầu dê bán thịt chó nhá. Và những chiếc xe này thì vừa về chưa rửa đây, đất còn bám ở đây xe nhá. Em miền sẽ bán chiếc xe này để quý anh chị em bà con với mức giá 23.500.000 đồng. Vâng, rất chi là rẻ luôn, với 23.500.000 đồng có ngay một chiếc xe E150 đấy. Cái này là mới vô đồ kiếng, rất là đẹp và sạch sẽ luôn. Xe liền lạc, đầu nồi zin, máy êm, có hỗ trợ trả góp và hỗ trợ sang tên đổi chủ cho anh chị em bà con luôn nhé. E150 để quý anh chị em bà con với mức giá 23.500.000 đồng. Và đây có một chiếc scooter FI biển 59L188083, bánh mâm trắng đĩa, đầu nồi zin. Xe em xin lỗi mọi người nhé, đầu có cả khói rồi nhá. Đó, có sao nói thật, không có chơi treo đầu dô bà giật bán thịt chó nhá. Màu đỏ đen, bánh mâm thằng đĩa. Và mọi người ơi, xin báo cho mọi người một tin rất vui luôn, thì hiện tại thời điểm này thì mình đã bán được 30 chiếc xe nhá. Nãy là 25, 26, nãy giờ là chốt được thêm mấy chiếc ra, 30 chiếc xe đã rời rồi. Đó, những chiếc xe rất đẹp về chưa kịp quay là em mình cũng bán luôn rồi. Và xe này thì em mình bán 15.800.000 đồng. Tất cả xe thì đều được thay nhất miễn phí nhá. Và xe này thì máy cực kỳ êm luôn. Đây, quan tâm dòng xe nào thì liên hệ với miền hoặc đến trực tiếp cửa hàng nhé. Ngoài những chiếc xe đang quay ở đây thì cửa hàng còn rất là nhiều xe luôn. Đó, scooter FI, bánh mâm thắng đĩa, đó, đầu sạch sẽ này. Đó, không có gì chớt gì hết nhá. Gần chân sạch sẽ, 15.800.000 đồng. Bao anh chị em bà con chạy thử miễn phí trong vòng 1 tuần, bảo hành từ 6 tháng 1 năm. Và đây miền có một chiếc Janus này. Janus rất là mới luôn nhá, xe mới chạy đúng 3.000 cây. Cuối 2019 và toàn bộ đang dán keo nguyên con. Đó, hai gương rin theo xe nhá. 100% nước sơn rin và 100% là chưa giảm tuốt và chưa có một vết trầy xước nào luôn nha mọi người, cùng nhìn đốc tán này. Rất chi là mới luôn bà con ạ. Và cái này là màu trắng tinh. Xe đang dán keo nguyên con, mang biển số 66G143920. Và miền xe này là chìa khóa thông minh luôn mọi người nhá. Phải nói là cực phẩm luôn. 20.500.000 đồng. Ai quan tâm thì chốt đơn lên miền nhá. 20.500.000 đồng cho một chiếc Janus màu trắng tinh, dán keo nguyên con, 3.000 km, ốc tán bấy màu đẹp như xe mới luôn. Đó, và đây là một chiếc xe Lít, dán keo nguyên con vừa lột xong mọi người nhá. Đây, một chiếc Lít keo nguyên con từ đầu tới chân. Đây, dán chân này. Đó, máy cực kỳ êm luôn nhá. Cậu ơi, nổ máy con Lít này cho em cái, rất là êm luôn. Ở đây là keo chưa lột ra này, còn đằng trước là keo đã lột ra rồi. Đằng trước là lột keo ra hết trơn. Đằng trước bà này cũng chưa lột keo, bởi vì này vừa lột keo xong rồi. Đó, nó sơn zin máy em ru nhá. Đó, tại thời điểm này thì tải xe máy tinh đoàn vẫn hoạt động bình thường anh chị em bà con. Đó, nhưng mà vẫn thực hiện tiêu chuẩn 5K, đeo khẩu trang, sát khuẩn cho mọi người đầy đủ này. Xe rất mới và đẹp luôn, và đặc biệt cái máy của nó thì thì thầm luôn nhá, máy cực kỳ êm luôn. Và em hiện đang chào bán chiếc xe này để quý anh chị em bà con 11.000.000 đồng, một chiếc Lít màu đỏ tươi rất là đẹp. Đỏ đô là đỏ tươi, nhưng mà người cái này gọi là đỏ tươi đây. Toàn bộ dán keo đây này, thậm chí đây là còn keo luôn, chưa lột ra nhá. Máy đang nổ thì thầm luôn mọi người nhá, máy nổ rất là êm luôn. Đặt chân lốc tán sáng đẹp này, máy đang nổ không nghe tiếng luôn. 47B11178294 với giá một chiếc Lít để quý anh chị em bà con 11.000.000 đồng nha. Và đây là một chiếc Sirius 2017-18 này, xe rất là mới và đẹp luôn mọi người nha, màu xám lông chuột, bánh mâm thắng đĩa này. Em hiện sẽ quay chi tiết cận cảnh cho mọi người cùng xem luôn. Dàn chân ốc tán sáng và đẹp. Em hiện bán chiếc xe này 12.800.000 đồng, biển số 71B322616 nha. Siêu rước FP phun xăng điện tử cao cấp này.
Đó, 12 triệu 800. Hỏi bàn nhá. 12 triệu 800 đồng một chiếc Surus nhá. Còn nếu ai muốn xem kỹ hơn thì kết bạn Zalo em hiện chuyển gửi hình chi tiết cận cảnh nhá. Xe thì bao đầu nồi còn zin đét luôn. Ở đây một chiếc Surus này. Cái này màu xám lông chuột đời cuối 2016-17, bánh mâm thắng đĩa luôn nha mọi người. Với giá chỉ có 11 triệu 800 đồng mà thôi. Đó, đầu nồi zin máy êm màu xám lông chuột 11 triệu 800. Mua xe được chạy thử test thử, có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm. 47E131662. Ai quan tâm hơn nữa thì có thể kết bạn Zalo, Facebook cho em, em sẽ chụp chi tiết cận cảnh hơn nhá. Máy móc thì bao chạy bao em rồi. Còn đây là một chiếc xe 50. Xe này là SYM50 phân khối này. Đó, lên đây là lên một cặp cặp phuộc kiểu nhá. Cái này xe dành cho những ai chưa có bằng lái để đi này. 94AK01313, biển số siêu vip luôn. À, máy em ru nhanh chị em bạn nhá. Em hiền bán con này với giá 7 triệu 500. Lưu ý là xe này xe 50 nhá. Cái này thì hơi yếu bình, mọi người mua cho em hiền sẽ bỏ bình mới cho mọi người nhá. Đó, máy móc em ru luôn nhá. À, tại vì em hiền vừa quay thì hơi khó nối nhưng máy rất êm luôn. 94AK01313, biển số đẹp. Và em hiền mua thì em hiền sẽ bỏ bình mới cho anh chị em bà con nhá. Một chiếc xe SYM với giá 7 triệu 500. Đó là những chiếc xe ngày hôm nay vừa về. Và ngoài ra tại cửa hàng thì còn rất là nhiều luôn. Đó, trước khi chào mọi người thì em sẽ review một loạt luôn nhé. Hôm nay phải nói kỷ lục 30 xe đã rời đội. Cảm ơn những vị khách hàng thân yêu đã đồng hành và ủng hộ với em Hiền nhé. Đó, ngoài những chiếc xe đang quay thì tại cửa hàng rất nhiều xe. AB đầu bò 13 triệu 800, màu đen bạc, Novo 5, Novo 6, Vision, Winner, AP125, 150 có hết nhá. Đó, bây giờ mình xin phép dừng clip nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và một lần nữa gửi lời cảm ơn những vị khách hàng thân yêu đã quan tâm, đồng hành và ủng hộ em Miền hết mình luôn. Một lần nữa cảm ơn tất cả khách hàng thân yêu của Miền nhá. Chúc mọi người buổi tối dồi dào, sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị bà con vào những clip tiếp theo nhá.